Hiện tại khoảng 1% lượng người giàu nhất nước Mỹ đang sở hữu tới 32,3% tổng tài sản của các quốc gia này, qua đó thể hiện sự chênh lệch giàu nghèo rất lớn. Khối tài sản của những người giàu nhất nước Mỹ, chẳng hạn như tỷ phú Warren Buffett và tỷ phú Jeff Bezos đã tăng tổng cộng là 6.500 tỷ đô la Mỹ trong năm 2021, chủ yếu nhờ vào giá trị lượng cổ phiếu mà họ nắm giữ tăng cao. Trang CNBC dẫn báo cáo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed Báo cáo mới nhất của Fed về khối tài sản gia đình tại Mỹ cho thấy, tổng tài sản của 1% người giàu nhất nước này đạt mức kỷ lục 45.900 tỷ đô la Mỹ vào quý 4 năm 2021. Tổng tài sản của những người này đã tăng thêm 12.000 tỷ đô la Mỹ trong thời gian đại dịch bùng phát. Edward Wolff, giáo sư kinh tế tại Đại học New York cho biết, những con số thật đáng kinh ngạc, giới nhà giàu đã kiếm được số tiền khổng lồ, thậm chí có thể đạt mức cao nhất trong khoảng 40 năm qua. Dữ liệu cho thấy 1% số lượng người giàu nhất nước Mỹ nắm giữ tới 32,3% khối tài sản của toàn quốc gia tính đến cuối năm 2021. Tương tự như vậy, tỷ lệ nắm giữ tài sản của 90% người dân Mỹ đã giảm xuống trong mùa dịch từ mức 30,5% còn 30,2%. Dù vậy, sự tăng trưởng tài sản ở cấp cao nhất có khả năng bị đình trệ hoặc giảm nhẹ tính đến thời điểm hiện tại của năm 2022 do các vấn đề về nguồn cung, động lực chính giúp giới nhà giàu Mỹ kiếm được hàng nghìn tỷ đô la Mỹ trong năm ngoái là cổ phiếu và các công ty tư nhân. Theo dữ liệu của Fed, khoảng 4.300 tỷ đô la Mỹ mà 1% lượng người giàu nhất Mỹ kiếm được trong năm 2021 đến từ cổ phiếu doanh nghiệp và cổ phiếu quỹ tương hỗ. Danh mục đầu tư chứng khoán của 1% người giàu nhất nước Mỹ hiện có giá trị lên tới 23.000 tỷ đô la Mỹ và họ cũng sở hữu 53,9% số lượng cổ phiếu được nắm giữ theo hình thức riêng lẻ, một tỷ lệ kỷ lục theo Ngân hàng Trung ương. Bất chấp những tuyên bố về việc dân chủ hóa thị trường chứng khoán, với hàng triệu nhà đầu tư bán nhỏ lẻ mới mở tài khoản giao dịch trên Robinhood cùng các nền tảng khác, quyền sở hữu cổ phiếu ở Mỹ thực tế đã trở nên tập trung hơn so với trước thời điểm đại dịch bùng phát. Khoảng 10% người giàu nhất nước Mỹ sở hữu tới 89% số cổ phiếu công ty được nắm giữ theo hình thức riêng lẻ và cổ phiếu quỹ tương hỗ tính đến, đến cuối năm 2021. Báo cáo của công ty tư vấn Gallup vào năm 2021 cho thấy có 56% người Mỹ sở hữu ít nhất một lượng cổ phiếu trên thị trường chứng khoán, nhỉnh hơn một chút so với mức trung bình 55% trong năm 2019 và 2020, nhưng vẫn giảm so với mức cao kỷ lục 62% trước cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Chuyên gia cho biết giá cổ phiếu tăng vọt đã tạo ra một chu kỳ phản hồi về sự giàu có và bất bình đẳng bởi vì quyền sở hữu cổ phiếu chủ yếu nghiêng về phía những người giàu nhất đất nước. Giá cổ phiếu tăng cao tất nhiên sẽ giúp cho họ trở nên giàu có hơn. Vì những người giàu đã dư thừa tiền tiết kiệm và họ cũng đầu tư một phần lớn trong số tiền họ kiếm được, nên ngày càng có nhiều tiền được đổ vào thị trường chứng khoán. Điều đó sẽ còn khiến cho giá cổ phiếu tăng thêm. Việc này sẽ khiến khoảng cách giàu nghèo sẽ tiếp tục tăng lên. Các doanh nghiệp tư nhân cũng là một yếu tố khiến khoảng cách giàu nghèo gia tăng. Theo Fed, 1% người giàu nhất Mỹ sở hữu tới 57% công ty tư nhân đang hoạt động ở quốc gia này. Giá trị của các doanh nghiệp tư nhân do những người giàu nhất nắm giữ đã tăng 36%, tương đương với 2.200 tỷ đô la Mỹ vào năm 2021. Những người giàu nhất nước Mỹ thực tế chỉ được hưởng lợi một cách khiêm tốn từ việc giá trị bất động sản tăng lên giá trị khối tài sản bất động sản mà họ đang nắm giữ chỉ tăng chưa đến 1.000 tỷ đô la Mỹ trong suốt thời gian đại dịch và đạt tổng trị giá là 5.270 tỷ đô la Mỹ. Dù vậy, thị phần bất động sản của họ trên thực tế đã giảm nhẹ trong thời kỳ đại dịch vì giá nhà và quyền sở hữu nhà cũng tăng lên đối với phần còn lại của đất nước. Bất động sản được sở hữu rộng rãi hơn nhiều so với cổ phiếu, vì vậy giá nhà tăng đã giúp tầng lớp trung lưu nhỉnh hơn một chút so với những người giàu có. Top 1% người giàu nhất Mỹ sở hữu 14% tổng khối lượng bất động sản của cả nước vào cuối năm 2021, giảm so với mức 14,5% vào thời điểm cuối năm 2019. Trong khi đó, 90% người Mỹ thuộc tầng lớp khác đã kiếm thêm 2.890 tỷ đô la Mỹ nhờ vào ngành bất động sản trong năm ngoái. Sự bùng nổ của thị trường nhà ở đã mang lại nhiều lợi ích cho tầng lớp trung lưu. Nếu không có điều đó, thì khoảng cách giàu nghèo sẽ còn gia tăng nhiều hơn nữa.